chào quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lâm Tới Vlog. Và ngày hôm nay thì Lâm Tới sẽ đưa mọi người đến khám phá một ngôi nhà trong đây. Thì ngay từ phía đầu ngoài Lâm Tới có thấy là cái khung cảnh của nó rất là tuyệt vời nhá. Đó, những cái cây tre, cây trúc này họ trồng ở hai bên dọc đường, nhìn nó rất là đẹp. Đây này, chúng ta có thể nhìn thấy ở phía dãy đường này, khi mà đi ở dưới nhìn nó rất là thơ mộng nhá. Những cái cây này này rất là chắc, thật sự rất là đẹp. Đây, mọi người có thể thấy là ở kia mình có thấy cả để cả nồi kìa, nhìn rất là đẹp. Những cái cây ở đây này nó chào chị, trên đây có ai nhà không nhỉ chị nhỉ? Cái nhà này này có ai nhà không? Chị Pau à? Chị Pau rồi. Nhà của chị là ở đâu? À, nhà tít đằng kia à? Em muốn đi lên đây này. Ôi, đây. Xung quanh đây mình lạc vào một cái rừng trúc nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cứ thử quyết định đi lên trên đây xem nào. Để xem là có gặp được ai không. Nhìn thì cái khung cảnh đây nó khá đẹp cho nên là mình không thể rời mắt được. Giống như ở trong phim nhá, những cái phim phim Trung Quốc ngày xưa ấy, đó, họ hay có những cái rừng tre, rừng trúc như vậy. Trong đây thì cuộc sống nó còn rất là khó khăn, bà con ở đây này rất là thiếu thốn nhá. Ồ, mình gặp được rất là nhiều anh bạn đây. Bọn em đang làm gì đây? À, chơi à? Chơi bi à? À, ở đây có một bạn nữ này. Cứ chơi đi, cứ chơi đi. Ồ, em gái ơi. À, em hiểu tiếng Kinh này. Anh lại cứ tưởng không hiểu. Thế nhà mình ở đấy luôn à? Cho anh đi vào nhà chơi một chút nhá. À rồi, may quá. Bây giờ mình sẽ thử đi vào nhà bạn ấy xem nào. Đâu rồi? Cái lối cổng của nhà em ở đây à? Ồ, con chào chú nha. Ồ, chú đang làm gì đây? Đang nấu chưa à? À, chú không biết tiếng Kinh à? Ồ, thế cái chú có mấy cái chiếc răng nhìn đẹp ghê nhỉ? Đây này, chú có mấy cái răng này. Chú, đây răng của chú ấy. Bằng vàng à? Nữa. Ờ. Nhà chú thì hơi khói nha chú nhỉ. Hơi khói đúng không? Ôi đây này, rất là nhiều bạn rất là nhiều bạn nhỏ ở đây này. Mấy đứa này được nghỉ à? Ồ, chào em nhá. Đây là nhà mình luôn à em? À. Thế kia là em gái của em à hay sao? Hay em gái à? Em gái học lớp mấy đấy? Học lớp 9 à? Thế em học lớp mấy rồi? Em cũng học lớp 9 luôn à? Thế hai anh em sinh đôi à? À, thế đây là bố của mình. Ờ, thế mình đang nấu món gì đây mà sao khói vậy? Hả? Đang chế biến món gì đây? Rau à? Để ăn trưa à? Hơi khói, khói quá. Thế là hôm nay em được nghỉ à? Em là học ở trường nào đấy? Học ở tận Giàn Chu Phìn à? À, thế anh em mình ra ngoài kia một tí đấy. Anh thấy là hơi khói rồi đấy. Đứng trong đây là hơi khói ấy. Đâu rồi, sao không thấy ai nhảy? À, đi làm à? Ồ, đây là một nhà riêng à? Có anh em nhà em không? Không anh em luôn à? Thế sao ở gần nhỉ? Cảm giác là ở sát luôn nhỉ? Thế là chị là có chồng chưa hay là sao? Chị là không có chồng á? À? Thế là trẻ à? Ồ, thế là đi làm rồi chưa về đúng không? Thế nhưng mà chị là ở một mình nhỉ em? Ở một mình à? Không có bố mẹ luôn? Ồ, thế làm tận đâu? Đi lấy củi à? Thế là mấy đứa đang chơi bạn bi à? Đúng. Đâu ra chơi thử anh xem nào.
Đi. Không, con chưa, có mấy bạn bé bé này chưa. Nãy hình như anh thấy anh đang chơi đúng không? Không, anh không, em không chơi. Đâu xem nào, để xem mấy anh bạn này chơi theo cái kiểu gì. Chào mấy đứa nhá. Chơi đi anh xem nào. Chơi đi. Em bảo mấy bọn nó chơi đi để anh ngồi xem mà anh quay thôi. Không sao đâu. Nè bị còn được quái khổ mẹ. Cứ chơi đi để anh ngồi anh quay xem nào. À đây rồi. Đây là đang chơi theo cái kiểu gì đây? Chơi bí. Ấy à? Bắn trượt luôn à? Bắn đi, đến lượt bạn nào đây? Anh bạn đây thì chơi đứng một cái vị trí khá là khó. Nào, đến lượt ai đây? À... Ồ, bắn ngắm chuẩn ghê nhỉ? Đúng. Gần đúng luôn ạ, gần trúng luôn ạ. Ái da, trượt rồi. Đâu rồi, xem nào. Ui, ta là ngắm gần trúng luôn nhỉ? Em có chơi giỏi cái này không? Không, không biết chơi. Không biết chơi à? Nào, đến lượt anh bạn nào đây? Trường là mất 30 phút à? Đúng. Là hôm nay là em về từ bao giờ nhỉ? Về từ hôm qua à? Đúng rồi. Tối hôm qua đúng không? Là chiều hôm qua. Chiều hôm qua về. Đúng. Thế là có người yêu chưa? Chưa có. Chưa có à? Chờ đăng. Anh thì đang đi vào đây để anh đi chơi. Thì là gặp được cái khung cảnh ở trong đây đẹp quá cho nên là anh mới đi vào đây. Thì thấy là ở trong mình là lắm trẻ con nhỉ? Đúng. Bao nhiêu đứa luôn này? Là hai đứa. Hai đứa luôn à? Đúng. Thế là mấy đứa đây là cũng đang đi học hết rồi đúng không? Cho nên hôm nay được nghỉ nhỉ? Đúng rồi. Vừa hôm qua vừa thi xong thì mới về. À bọn em thi xong rồi à? Đúng. À thi là thi để nghỉ Tết đấy đúng không? Đúng. Thế bao bao giờ được nghỉ? Bao giờ bọn em được nghỉ? Chưa biết ạ. Chưa biết à? Đúng. À. Thế rồi anh em mình đi xuôi đường đây đây. À chết rồi, xin lỗi nha, xin lỗi em nha. Anh thấy ở ngoài kia họ cứ cúng, họ trăng mấy cái dây ở ngoài đường ấy. Không biết là có nguy hiểm không nhỉ? Không biết nữa. Ý là kiểu họ, em nhìn thấy chưa nhỉ? Ở ngay ngoài kia kìa. Họ làm hai cái cọc nhá. Xong rồi làm một cái dây trăng ở giữa nè. Không biết. Không biết luôn à? Đúng. À. Những cái cây tre ở đây là mình tự trồng hay là nó tự mọc đây hả em? Tự trồng ạ. À tự trồng à? Đúng. Trồng là để mình thu hoạch hay là mình để lấy cho để nó đẹp đấy? Tự trồng lấy về trồng. À tự lấy về trồng à, xong rồi nó mọc ra nhiều như thế đúng không? Đúng. Có thấy đẹp ghê nhỉ? Đúng. Ờ. Thế nhà mình là chuẩn bị ăn chưa? Chưa. Chưa à? Đúng. Nhà chưa bị ăn. Thế là mẹ đâu à em? Mẹ đi làm việc. Mẹ đi làm việc à? Bao đúng. Giờ về? Làm chắc tầm 3 giờ mới về. 3 giờ mới về cơ à? Đúng. Thế là bố hôm nay là không đi làm, bố nghỉ đúng không? Đúng. Nhưng mà anh thấy là anh có một cái thắc mắc nhá. Là anh nhìn thấy là bố là có mấy cái răng ở đây này. Là nó bằng màu vàng ấy. Là không biết là bằng vàng hay là bằng đồng á? Không biết à? Bố, nhưng mà bố làm lâu chưa? Lâu rồi. Em thử hỏi bố xem là nó bằng cái gì? Bằng vàng hay là bằng đồng? Thế trở nên cứ đa yeah. Vàng. Hả? À, bằng vàng á? Đúng. Ồ. Đúng không? Một cái răng nghĩa là bằng vàng luôn, nguyên cái răng luôn bằng vàng. Đúng. Thế nhưng mà em hỏi tại sao bố lại làm cái răng như thế? Ôi dạ ơi, mù quên đi. Để cho đẹp hay là sao? Làm để đẹp thôi. À, làm để cho nó đẹp thôi đúng không? Đúng. À, mấy cái đấy? Em hỏi mấy cái nhỉ? Hai cái. Đâu, anh thấy 4-5 cái cơ mà. Đúng không? Trời tứ một tí. 4 cái. Em cũng không để ý à? Không. Đây này. Đây là bếp, đây là mình cũng đang tính đun cái gì đúng không? Đúng. Nấu gì đây em? Nấu. Nấu cám cho lợn à? Đúng.
À, nó cảm cho em tên là gì? Là hả? Tú. Tú à? Họ và tên là? Họ và tên là Ly Mỹ Tú. Ly Mỹ Tú à? Đúng. Ly Mỹ Tú. À, đây còn bạn gái đây, bạn gái tên là gì đây? Em. Ly Thị Sai. Hả? Ly Thị Sai. Ừ, nhưng mà hình như bạn này vừa nãy anh hỏi là vào nhà chơi được là biết tiếng Kinh đúng không? Em gái ơi, ngại xấu hổ à? Ngại. Ừ, thế thôi cứ làm đi, anh không quay, thế thôi cứ làm đi. Ngại anh à? Thì tự nhiên là khi mà đi vào thì thấy bạn ấy hơi kiệm lời này. Thế là mai là hai chị em là cùng đi học luôn à? Đúng. À, xong rồi hôm qua là về cùng nhau luôn. Đúng. Đó là mình chuẩn bị nấu bữa trưa luôn à? Đúng rồi. À, ui, đây là mấy anh bạn này sao đông là tự nhiên nãy thấy ít sao giờ đông ghê nhỉ? Là ở xung quanh đây hết đúng không? Hay là đúng. Ở tận đâu? Ở xung quanh đây hết. À, ở xung quanh đây à? Mấy bạn này là ở xung quanh đây đúng không? Đúng. Thế là tất cả đi học chưa hay là chưa? Đi học hết. Học ở cái trường ngay trên đây đúng không? Không, mỗi người học trường. Hả? Trường mầm non kia. À, trường mầm non ở trên kia à? Nào, chú cho con xem lại mấy cái răng của chú nào. Đây này, cái răng của chú nào. Chú cho con xem nào. Chó chật nia làm gì hả? À, xem nào. 3 này, hình như là 6 cái cơ mà. 6 cái đấy. Không. 1 cái à? 6 à? 4 nữa. Thế nhưng mà chị tính chia ra là 4 cái răng ấy nhỉ? À, nó 6 cái răng ấy. Chú làm lâu chưa? Mấy năm rồi? Ồ, thế là lần tới có thấy là chú có mấy cái răng đây là nguyên là bằng vàng luôn nha. Thì như em là em có tính không? Em có tính làm không? Không. Thế nay mai lớn là có tính không? Không. Chắc không? Chắc. Không tính à? Ồ, đây này, anh ơi, nhà mình xong rồi muốn làm bia thế này. Bia đúng không? Đúng. Nhưng mà cái bia đây là anh hỏi là cái này là mua ở đâu đây? Mua ở trên. Trên nào? Trung thờ kia. Hả? Ở điểm trường kia. Ở trên điểm trường á? À? Đúng. Có luôn à? Có. Anh có thấy cái quán nào ở đây đâu? Có ba của kia. À, đây là cái bia của đâu đây? Ở Trung Quốc à? Ở đâu? Sản xuất tại Hà Nội này. Bao tiền một cái em chai này? 10.000 đấy. 10.000 một chai này? Đúng. Uống có say không? Không. Không say nhưng mà uống có ngon không đã? Không. Không ngon á? Đúng. Cái này là bố uống hay lại em? Bố. Em hỏi bố xem là uống cái này có ngon không? Uống cái vị nó có ngon không hay là không ngon? Bố sẽ hỏi cho bia bờ ca. Không ngon. Không ngon à? Gọi là mình uống tạm thôi đúng không? Đúng. 10.000 nhưng mà ở trên kia thì anh không thấy đâu. Uống 2 chai là say đấy. Dạ. Uống 2 chai là say à? À, 2 chai say nhưng mà xong rồi là sáng chú có thấy nhức đầu không? Có bị nhức đầu không? Uống xong có bị nhức đầu không? Em hỏi bố xem nào. Vừa mới tắt. Không đau đầu đây. Không đau đầu đúng không? À. Ở đây là hình như là cái chỗ đây. Đây là mình ăn trưa đúng không em? Trưa. Ăn mèn mén đúng không? Đúng. À đây, đặc biệt là món đây là mèn mén ngô này, ngô vàng đúng không? Đúng. Trong đây là anh thấy là hình như là cơm à? Không. Cơm hay bún? Bún. À bún à? Đúng. À. Đây chắc là nước chấm rồi đúng không? Đúng. Thế thôi nha, con đi ra ngoài đây một chút nha chú nha. Nha, con đi ra ngoài đây này. Đây, cái chị về đây à? À đâu hả? Đi. À đây hả? Ôi, em chào chị nha. Không biết nói. À, chị không biết nói à? Không. Có biết tiếng Kinh không? Không. Không biết tiếng Kinh luôn à? Ngu quất. À, ôi giờ chị đang mở cửa à? Đúng. Đang mở kiểu gì đây? Sao là thấy cứ ngoái mãi không mở được đây này. Nhưng mà à, ủa chị cứ nhìn cái kìa. Dốt quá. Hả? Dốt quá. Ủa chị nhìn xong rồi chị cứ lườm lườm đấy. Đúng. Bị bệnh. À. Nhưng mà chị có đánh không? Đánh không? Không. Ví dụ mình đi vào đánh không? Không. Ôi. Bà là khét đó bà là. Khét đâu, khét đâu. Khét đâu à? Chị đang... chị sao đấy? Bệnh, bị bệnh. Nhưng mà nghe hơi nóng tính ấy nhỉ? Đúng. Tại vì là khi mà em đi ra chị còn đá luôn đấy. Nóng tính ấy. Ừ. Nhưng mà cảm giác là chị không thích làm phiền đúng không? Không. Đúng không? Nhỉ? Ồ. Là... Không. À thế là... Cửa ở đây thì...
vào nhà thì... Nhưng mà vào chị đánh đấy. Không đánh ạ. Sao, có sao không? Không sao đâu anh ạ. Nhưng mà anh thấy chị là hơi căng thẳng. Không. À, một mình chị ở đây thôi à? Đúng rồi. Là ăn đây, nấu luôn ở đây, là nấu ăn luôn ở đây. Đúng, nhưng mà không có luôn nào. À. Cho em vào chơi nha, cho em vào chơi tí nha. Em nói tiếng Mông mà chị có hiểu không? Không biết ạ. Không biết tiếng Mông luôn à? Đúng. Ồ. Là đây lúc trước 13 tuổi thì bị bệnh. 13 tuổi là bị bệnh xong rồi đến bây giờ luôn à? Đúng. Đây là chị ăn cái gì đây? Không. Không có gì ăn luôn à? Không có gì ăn nữa. Ồ, khoai này, khoai không biết đào ở đâu này. Không biết à. Kia này, một rổ khoai rất là nhiều này. Cứ một mình ở đây thôi. Cứ mày. Điện không có à? Không có. Nước, ôi, nước sao lấy đâu mà nước đục thế nhỉ? Lấy vào cái này thôi. Ôi, đây này mọi người. Nước thì chị lấy ở đâu này, nhìn nó rất là đục. Nước này chắc là chị dùng uống luôn đúng không? Đúng. Ôi, nước cảm giác là toàn đất luôn đấy. Đúng. Đây này, cái này chắc là cũng lấy để ăn này, đúng không? Đúng. Khoai sọ. Thế là, ôi, chị biết cười. Biết nó, chị biết cười. Chị cười. Ôi, vừa nãy anh thấy là chị cứ hông hăng, anh sợ là không, chị đang khó chịu cái gì cơ. Thế là chị vừa đi lấy cái gì về đây em? Lấy củ. À, lấy cái đây à? Lấy đây à? Đúng. Ồ. Thế là thường thường là nhà em bây giờ là có phải cho chị ăn nữa không? Có. Vẫn phải cho ăn nữa à? Đúng. À. Nhưng mà nuôi xa hết, không có. Chứ không là chị cũng không biết đi kiếm ăn nhỉ? Không ạ. Ồ, đây là chị vẫn biết nhóm bếp đây này. Nhưng mà này, anh thấy là cái lối cửa ngay đi vào mà chị đặt cái bếp ở đây nhỉ? Đúng. Chính ra anh thấy là đặt ở trong góc đây thì còn được ấy. Còn cái lối ngay đi vào thì nó hơi chật, chị làm cái bếp đun ở đây. Chị là tên là gì em? Là Ly Thị Trí ạ. Ly Thị Trí. Ly Thị Trí ạ. Ly Thị Trí ạ. Đúng. À, ở trong mình là toàn họ Ly đúng không nhỉ? Đúng. Hình như là chị cũng lâu rồi không tắm đúng không em? Không. Lâu rồi nhỉ? Cả trẻ cô đế như này chưa tắm rồi. Có nghĩa là từ lúc bé đến giờ? Đúng. Từ lúc mà chị đẻ ra đến giờ là chị chưa tắm luôn à? Đúng. Thế thì cái mùa nóng thì chắc là ngứa lắm nhỉ? Đúng. Anh thấy là răng của chị là hầu như là đã bị hỏng hết rồi ấy nhỉ? Đúng. Cái chân răng ấy hỏng hết rồi. Đang định nấu cái gì đây? Chị đang nấu gì đây? Không có gì nấu. Không, thấy mà đang lại thấy đang dọn bếp bên này. Sao? Chị định tìm cái gì đây? Ô, một ngón tay của chị bị sao đây em? Bị hồng. Hả? Bị hồng. Bị sao? Không biết. Bị, nó bị ngắn ấy, từ bao giờ đấy? Không biết. Không biết luôn. Đúng. À. Bố em là có đi làm ở đâu xa không em? Không. Không à? Thế là ở làm ở nhà làm nương à hay sao? Đúng, làm nương cả. Có làm cái gì ở xã không? Không làm nữa. Không à? Thế còn mẹ? Mẹ không làm nữa, mẹ chỉ làm nương. Mẹ cũng đi làm nương à? Đúng. À, thế ngày trước là có hay đi xuống Hà Nội làm không? Không. Cũng không luôn à? Đúng. Nhưng mà anh thấy là nhà mình là cũng gọi là sống còn đỡ hơn một chút đấy nhỉ? Đúng. Thế nhưng mà kia là em là em trai đúng không? Đúng. À, thế nhưng chị em là ngại hay sao đấy? Không biết nữa. Không biết à? Đúng. Tại vì lúc mà anh mới đi vào là thấy anh xin vào đây này thì là thấy vẫn trả lời nhá. Nhưng mà vừa nãy anh vào thì không thấy, không thấy trả lời. Không biết. Không biết là ngại hay là không thích người lạ. Bình thường là vẫn nói chuyện không sao chứ đúng không? Đúng. Chắc là ngại anh quay rồi. Nhưng mà ở đây là mình dọn bếp cho chị ý nhá. Thì có sợ là chị đốt mất nhà không? Không à? Nói chung là chị vẫn biết là nguy hiểm đúng không? Cho nên là không để cho nó cháy các thứ đúng không? Vâng.
Nhưng mà làm cái này bếp là hơi gần đây này. Không biết là đang định đun cái tính đun cái gì nữa này. Đúng rồi. Hay là cứ đốt đốt không thôi à? Đúng rồi. Đốt chắc là sưởi ấm ấy nhỉ? Đúng. Đây thêm tí sáng nữa. Nó hơi tối. Bố mẹ không có luôn à? Thế là đây là như chị ý mà biết nói thì chị ý sẽ gọi bố em là gì? Là anh. Anh thôi à? Đúng. Thế là bố em là anh trai của chị này? Đúng rồi. À, hóa ra là em gái. Thế còn ông bà đâu rồi? Ông bà là mất rồi đúng không? Mất rồi. Ông bà là mất rồi. Như bọn em ấy là tính học đến lớp mấy? Học đến lớp... Không biết. Không biết à? Ừ. Em có tính học học hết lớp 12 không? Không. Không à, học đến lớp mấy là thôi? Là lớp 9. Học lớp 9 à? Nhưng mà học đến lớp 9 thì nghe hơi sớm nhỉ? Vâng. Có tính lấy vợ luôn không? Không. Không à? Tính đi làm. Học xong lớp 9 là tính làm ở đâu? Không biết đi làm nữa. Không biết à? Đúng. À. Học xong lớp 9, thế còn cả hai chị em luôn này. Nhưng mà bố mẹ là có bảo là học đến lớp 9 là nghỉ không hay là tự mình thích? Tự mình thích. Tự mình thích là nghỉ rồi đúng không? Đúng. À. Thế là đi học là nhắm được cô nào chưa? Chưa. Chưa. Và cuộc hành trình ngày hôm nay của Lâm Tới đi vào đây khám phá thì thật sự hôm nay rất là vui khi mà gặp rất là nhiều những bạn nhỏ đây này. Đó, và những cái anh bạn đây thì vẫn còn cái trò chơi mà là chơi bắn bi này. Đó. Chơi những cái trò chơi bắn bi. Thì chắc là cái cuộc hành trình ngày hôm nay của Lân Tới đến đây thì cũng xin được phép là kết thúc thôi. Bây giờ thì anh cũng phải đi về rồi nhá. Và cảm ơn em ngày hôm nay đã giúp đỡ anh là đi cùng anh đi quay xung quanh đây nhá. Có khi nào mà có dịp khác thì anh lại quay lại chơi nhá. Rồi, chào em nhá. Rồi, anh xin cảm ơn. Thôi, anh về đây nhá. Thôi, chào mấy đứa nhá. Một cái bàn làng khá là đẹp. Và cuộc hành trình ngày hôm nay của Lâm Tới đến đây thì cũng xin được phép kết thúc. Rất là mong quý vị khán giả yêu quý Lâm Tới thì hãy nhớ để lại cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào mọi người.